Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thừa nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Biến hình là biến đổi nội tâm. Tin mừng hôm nay hé mở cho ta thấy vinh quang mà Con Thiên Chúa đã có trước khi đến trần gian. Vinh quang mà Đức Giêsu hé mở cho các tông đồ thân tín được thể hiện 6 ngày khi Người loan báo về cuộc khổ nạn và cái chết mà Người sắp trải qua. Biến cố mặc khải vinh quang phục sinh tại ngọn núi Tabo gắn bó chặt chẽ với biến cố thương khó và phục sinh trên núi Sò. Từ đó, minh chứng rằng thập giá và phục sinh là hai mặt của một thực tại cứu độ không thể tách rời nhau. Đồng thời, không thể chạm đến vinh quang phục sinh nếu không kinh trải con đường thập tự. Và đó cũng là con đường tất yếu của những ai muốn đi theo Đức Giêsu trên hành trình của người môn đệ. Thánh Marco thuật lại khung cảnh Chúa Giêsu dẫn riêng ba môn đệ thân tín là Phêrô, Gioan và Giacôbê đi lên núi Tabor. Các ông là những người nhiệt thành yêu mến Thầy và được trao các nhiệm vụ then chốt, nên Chúa Giêsu đã cho các ông thấy trước vinh quang của Người để thêm lòng tin, hầu đủ sức vượt qua giờ phút đau thương trong cuộc khổ nạn của Người. Trên hành trình rong ruổi với Thầy Giêsu, tâm tư các ông vẫn còn hoang mang và bất an bởi lời quả quyết của Thầy khi tiết lộ cho các ông: Người phải tới Jerusalem để chịu nhục hình, bị đối xử như một tên tội phạm, chịu đau đớn, chịu đóng đinh vào thập giá và chết. Trước mắt họ, tương lai là một viễn cảnh bi lụy, tăng chế và phủ răng một bóng đen nhục nhã. Chính vì thế, khung cảnh biến hình trên núi được ví như bầu trời huy hoàng, đánh tan sự phủ vây của bóng đêm đau khổ. Đức Giêsu tỏ bày thiên tính vinh quang của Người cho các môn đệ thấy. Khuôn mặt Người rỡ ràng như mặt trời, áo Người rực rỡ chói lòa như ánh sáng. Ông Môsê và ông Elia đã hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu về cái chết của Người sắp được thực hiện tại Jerusalem như một cuộc xuất hành mới. Hai ông tượng trưng cho luật Môsê và các ngôn sứ, nghĩa là cho toàn bộ cựu ước. Như thế, tất cả cựu ước đều hiện diện để làm chứng và tôn vinh Đức Giêsu. Người sẽ trở nên Môsê mới, dẫn đưa nhân loại vượt qua biển đời tội lỗi cập bến nước trời.
đồng thời người là Elia mới. Vị ngôn sứ tối cao của Thiên Chúa công bố tin mừng cứu độ cho muôn dân. Cảnh tượng huy hoàng đến nỗi khi được chiêm ngắm, các môn đệ đã phải thốt lên: Lạy Thầy, nếu chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin dựng 3 lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Họ muốn cắm lều tại đó để chiêm ngắm một người thầy rực sáng trong vinh quang và ân sủng. Ước muốn được chiêm ngưỡng ánh hào quang và ở lại với Chúa Giê-xu trong biến cố biến hình hôm nay của 3 môn đệ càng lớn lao bao nhiêu, thì thái độ nhút nhát tẩu thoát của họ càng khiến Chúa Giê-xu đắng lòng bấy nhiêu. Sẽ đến lúc họ phải làm một cuộc chọn quyết liệt để chọn lấy dung mạo đích thực của Thầy Chí Thánh. Khuôn mặt sáng chói hôm nay của Chúa Giê-xu một ngày kia sẽ không còn hình tượng nữa. Tấm áo chói lọi hôm nay một ngày kia sẽ bị lột trần phân chia, chẳng còn manh nào che chắn tấm thân người. Dẫu họ đã vấp ngã trong sự chọn lựa của mình, tuy vậy, chính nhờ việc chiêm ngưỡng vinh quang của Thầy tại núi Ta-bo hôm nay mà đức tin yếu kém của các môn đệ đã được đánh thức, biến đổi tần căn con người của họ và thôi thúc họ ra đi sống chết vì mầu nhiệm thập giá và phục sinh. Việc Chúa biến hình mời gọi chúng ta sống một cuộc đời không ngừng biến đổi. Biến đổi nên giống Chúa Giê-xu để nghe tiếng Chúa Cha phán với ta rằng: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về con. Biến hình trên núi có thể là một cuộc chạy đi đổi đời tìm cái tôi mới đẹp hơn, hay có thể là một cuộc trở về tận căn với cõi lòng của mình để tìm lại những giá trị tinh khôi nguyên vẹn. Ý nghĩa sâu xa ẩn hiện đằng sau hình ảnh ngọn núi là trùng trùng điệp điệp một thế giới nội tâm. Chỉ khi gặp được Thiên Chúa nơi chóp đỉnh của nội tâm, ta mới dứt bỏ được những đường xưa lối cũ mà hân hoan bước đi trong chính lộ của ơn cứu độ. Chúng ta sẽ biến hình nếu chúng ta dám sống yêu thương, dám rũ nếp sống cũ để đổi lấy nếp sống mới, dám đập tan cái ác để phun trồng cái thiện, dám xóa bỏ sự giả dối để theo đuổi sự thật, dám rũ bỏ vũng lầy tội lỗi để trội dậy đứng lên miền ánh sáng linh thiêng. Cuộc biến hình này mang ý nghĩa sâu xa và có sức mạnh chứng tá lớn lao, khác hẳn với các trào lưu thay đổi diện mạo bên ngoài bằng các thủ thuật giả tạo của con người ngày nay. Như vậy, có thể nói hành trình bước theo Chúa của chúng ta là một cuộc biến đổi trái tim và nội tâm, đúng như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: Niềm vui của tin mừng tràn ngập con tim, nội tâm và đời sống của tất cả những ai gặp gỡ Chúa Giê-xu và biến đổi họ. Lạy Chúa Giê-xu, mùa chay là mùa lên núi với Chúa, đứng trên đỉnh núi để thấy mây trời lồng lộng trong tâm hồn, để ánh thái dương chan hòa chiếu tỏa, làm sáng rực khuôn mặt và thấu đến tâm can, để đất giao duyên với trời qua những lời thầm thị, để cảm nghiệm một tình yêu chất ngất hy sinh, để thấy rõ cây gỗ thánh giá trơ trọi trên ngọn đồi hắt hiu trong bóng chiều thê lương ngày thứ sáu, đang tỏa chiếu ánh quang xé tan màn tăng thương u tối. Xin cho con biết giữ lại những kinh nghiệm lên núi,
trong nội tâm kín đáo của tâm hồn, rồi mang về chia sẻ cho tha nhân, làm lan tỏa những cuộc biến hình nơi sâu thẳm, cho thế giới tràn ngập vinh quang mùa cứu rỗi. Xin cũng cho chúng con sống trong niềm hy vọng, bởi niềm tin vào con đường đau khổ sẽ dẫn đến hạnh phúc, cái chết tủi nhục sẽ dẫn đến ngày phục sinh hân hoan. Xin giúp chúng con tìm lại ý nghĩa của cuộc đời mình. Chúa đã sáng tạo nên chúng con để con giữ phần vinh quang với Chúa. Chúng con đang sống và chờ đợi sự phục sinh toàn vẹn của con người con, là cả thân xác và linh hồn.